cô đi về cái xứ Tiên Giang này nè, mà cô về nó quê là cô ăn nguyên gáo nước mưa vô trong mặt. Đúng không em vậy? Thủ duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên chết mẹ tưởng mình hài. Em đây tuy hỏng có duyên, chị O vừa phát là nguyên cây nè. Là cái gì nữa vậy bà cố nội? Dạ là kính thưa anh bạc nước nguyên cây cho nguyên cây đồ hiệu của em. Bộ đồ này nhiêu đây? Nó quăng lũ đạn xa quá, em đỡ không kịp luôn á mấy anh chị ơi. Nè,
bây giờ là không có tiền nhau nào. Dạ. Rồi chị cầm nhiêu tiền về đây mà chị đòi mua 1/3 cái đất Kiên Giang này. Thật sự là mình nói là mình cũng hơi ngại quá, nhưng mà thật sự là mình cầm rất là nhiều tiền về Việt Nam đó. Mình cầm tới 25.000 đô. Trời đất mẹ ơi, 25.000 đô đổi ra tiền Việt Nam 600 triệu là bà mua được 50 mét vuông đất mà bà nội. 50 mét vuông đất là đất Kiên Giang, bây giờ nó mát nước chết mà làm như là gì vậy? Này cầm 600 triệu về mua 1/3 đất. Nhỏ này tức quá, phải lên đây nói chuyện với nó mới được. Ôi trời ơi, sao đất Kiên Giang bây giờ cao vậy luôn á? Cao lắm cưng. Bà nói tôi nghe là cương nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi, có đâu mà cương nổ rúng động trời mây, lây lan một góc trời, nổ tuyệt vời không cần sự gọi mời của bà con cô bác vậy gái. Ôi trời, em chị không cho mua chỗ này thì mua chỗ khác. Nhưng mà có 600 triệu làm sao mà mua được đất ta. Nhưng mà hồi nãy tới giờ nói chuyện chưa biết luôn, chưa biết đây là ai luôn, chưa biết luôn. Xin trịnh trọng giới thiệu với cưng, Tư Tình đứng trình hình trên mảnh đất của mình là anh. Ồ, trời ơi, nói vậy là nguyên cái đất bự chà bá như trạng đá này là của anh đó. Nguyên cái đống bự chà bá này á, không những vậy mà còn nguyên cái dinh thự bên kia nữa thì cưng thấy không, là của anh hết. Trời ơi, cái bên đối diện nó cũng của anh luôn. Là của anh luôn gái. Anh giàu quá. Anh ơi, anh làm gì mà anh giàu dữ vậy anh? Ra ở Kiên Giang là anh đi cắt lúa thôi, nhưng mà tại vì anh cắt lúa trên đất của mình á, nói nôm na anh là địa chủ á. Từ nãy tới giờ nói chuyện mà em hơi bất lịch sự với anh, xin lỗi anh. Okay. Nha, em là có thiện chí mua đất đó. Dạ, nên bây giờ anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không? Là bây giờ cưng muốn xin số điện thoại của anh. Em số điện thoại ngân hàng đi. Dạ. Khúc hồi nãy tôi nhớ không? Ôi mày nói đứa em bắt nó ra được cái khúc đó sao bây giờ tự nhiên hèn vậy má. Trời ơi, bình thường cuộc đời lên voi xuống chó là lúc bình thường đúng không? Ơi giả bộ hỏi đi, lúc này em là cái gì? Anh giả bộ hỏi lúc này em là cái gì? Lúc này em là cái gì cưng? Gâu gâu. Cho em xin số điện thoại. Số điện thoại đúng không? Dạ dạ, em bấm giùm em. Chết thôi làm sao anh? Bể rồi, bể rồi. Em cảm ơn anh. Ôi chết mẹ, nó cắt làm đâu rồi. Trời ơi, điện thoại mà cứ nơi cái này cầm nơi, cái màn hình cầm nơi sao xài. Trời ơi, anh là bể điện thoại em rồi. Sao mà xui dữ vậy trời. Chết em rồi anh. Biết vậy đi anh bút riêu mẹ đi, đi ra gặp nhỏ này chứ bây giờ đền cái điện thoại rồi. Mệt quá luôn anh nè. Anh đền đó. Trời ơi, bể chỉ có một cái điện thoại đền một cọc tiền về luôn á. Thì thật ra dân Kiên Giang tụi anh á, mỗi lần đi ăn bún riêu là cầm 100-200 triệu trong mình vậy đó. Rồi lỡ làm bể cái điện thoại thôi anh đền cho 50 triệu đó. Đúng không? Anh tốt bụng quá, cảm ơn anh. Hồi nãy là điện thoại thôi em còn, may có em còn một cái nữa. Để cái này là mẹ em tặng em, cái này là ba em tặng em. Để anh lưu số của anh cho. Thôi thôi, muốn mua đất thì gọi. Không không, điện thoại em để em ấy cho. Lưu rồi mất công nó bể nữa. Anh đọc đi. Anh đọc đi, anh mắc cười quá. Anh ơi, điện thoại mà mình quăng đi tạc lon vậy. Chết anh rồi anh ơi, nó bể tao gái. Chết rồi anh ơi, điện ủa, thoại. Ủa, mọi người nói giùm em câu công bằng đó, cái khúc này giống em bị gài quá vậy. Anh ơi, bể nữa rồi, điện thoại đó ba em tặng em đó anh ơi. Giờ em về Việt Nam mà bể hết hai cái điện thoại nó phương tiện. Đã nói rồi, thôi nè, là mệt quá. Sao tội nghiệp em quá bể. Anh tính khe đi, bể là tôi đền. Thôi anh lại đi. Cầm có 100 triệu ra đường ăn tô bún riêu không, bể hai cái điện thoại. Ôi trời ơi, ủa anh ơi, bể là anh đền, bể là anh đền. Nói là bể là anh đền. Anh bể. Bây giờ lỡ điện thoại nó bể rồi thôi thì bể là anh đền cho em, đúng không? Bể là anh, đền. Đền. Trời ơi, anh ga lăng quá, bể là đền, bể là đền. Đền đi anh. Đền dùm em cái, để đến cho 2, 4, 6, 8, 12, 4. Trời ơi, anh ơi, có cả thờ tu nữa. Cái khúc này em ngu em chịu cưng. Nó tự đổ không cái đứa chị? Nó tự cầm cái vỏ nó đổ ra đúng không? Cái này là ngu là chịu nè. Cái này là về dụ nhiều bà con lắm rồi đúng không? Hả, về đây là giả bộ Việt Kiều này, Việt Kiều nọ, Việt Kiều giỡn đúng không? Đúng không? Em xin lỗi, thì không đền thì thôi. Nhưng mà anh đừng gì nói tới Việt Kiều còn về quê. Làm gì cho tự nhiên? Tự nhiên cái nó vô mi nhan của ngày vậy trời. Anh ơi, Việt Kiều ở tỉnh cũng đâu có sung sướng gì. Trời ơi, kiếm từng đồng từng gấp vậy á. Mà mỗi lần bên Việt Nam gọi qua cho em là báo không ạ? Báo gì nữa? Báo ba tuần.
của kiểu đó là xưa lắm rồi. Bây giờ Việt Nam ai cũng giàu hết trơn rồi gái ơi. Bây giờ bố cưng mà đi về đây thăm người Việt Nam á là cưng xem có được không? Thì coi ở đây tụi anh có đầy đủ rồi, mỗi mua quà gì hết trơn á. Nha, đừng có mà ca nhẹ nữa mà anh hỏi nè. Lần này cầm 600 triệu về đây là ở luôn chưa hay là đi tiếp? Em ở luôn, em quyết định cầm 600 triệu em về đây em sao đi một căn biệt thự vừa cho bà ấy tặng bà ấy rồi em ở trong đó hát là nhỏ. Nhỏ này còn sao em? Sao ạ? Tôi đang chơi đồ đi ra đường á. Không có tỉnh táo á chị ơi, thì nó đó là tao bố là ở nhà nghe chưa, chơi chứ nó là ở nhà không có đi ra đường nữa. Nếu nó có trời cầm 600 triệu xây cái biệt thự hoài làm sao vậy thầy? Anh nói rồi, bây giờ muốn mua miếng đất ở đây. Dạ. Thì nếu em vượt qua cái thử thách của anh bán em giá rẻ. Ồ, có thử thách nữa à? Em có chơi TikTok không? Dạ em có chơi TikTok. Rồi ok, thì bây giờ anh sẽ cho em chơi cái từ nói từ. Nói từ. Là cái đích của anh là cái đầu của em. Cái đích của anh là cái đầu của em. Thôi thôi, thôi nhảy nha. Không, ý là anh nói hai chữ xong rồi em lấy cái chữ cuối em thành cái chữ đầu. Chơi. Ngày đêm. Đêm gì mọi người, đêm gì cứu thương nào, đêm gì đêm. Đêm. Đêm tối. Đêm tối. Đêm tối. Tối. Tối, tối gì cho khó nha anh chị. Tối, tối. Tối mù. Ở dưới mới nhắc tối mù. Tối mù kìa. Ai nhắc tối mù? Tối mù kìa luôn. Mù gì? Mù gì đây? Mù. Mù đậu chứ đậu sao mới dễ. Cái gì thì chịu sao nó khó. Mù. Mù. Mù nè. Hay quá. Mù nè. Nhắc đèn nhắc đèn. Mù nè. Đạp. 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 Đạp gì? Đạp gì? Đạp. Đạp. Đạp tỉnh thức một chút nữa hát rồi mấy anh chị. Bữa nay một hai là tôi kiếm được ra đây.